Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác đam mê trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Vậy thì ngày hôm nay em Việt sẽ tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta với một cái mẫu sedan hạng sang cao cấp đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz. Nhưng chiếc xe này thì nó không phải là một cái phiên bản phổ thông bình thường mà các bác chúng ta thấy lăn bánh ở trên đường, mà đây là một cái phiên bản cực kỳ là cao cấp mà chúng ta có thể nói là thỉnh thoảng lắm thì các bác mới có thể bắt gặp một chiếc xe như thế này lăn bánh ở trên đường. Tại sao như vậy? Vì khi ở thời điểm nó ra mắt thì quý anh chị chúng ta phải bỏ ra mức giá, một con số nó rơi vào khoảng 4 tỷ đồng thì chúng ta mới có thể lăn bánh được chiếc mẹc này. Nhưng ngày hôm nay thì thực sự với một chiếc xe mà các bác nhìn cho em này, nó mới lăn bánh được có 8.6 km thôi nhá. Đây ạ. Đó, đây các anh chị nhìn cho em này. Tất cả tình trạng của xe còn nguyên zin nguyên bản, cam kết không một lỗi nhỏ. Các anh chị vẫn hoàn toàn có quyền là đem đi check trước khi mà chúng ta giao dịch. Sự đẳng cấp và sự sang trọng thì chúng ta một chút nữa em Việt sẽ cùng các bác khám phá. Nhưng cái mức giá để cho các bác chúng ta hiện tại để sở hữu cho mình chiếc xe rất đặc biệt này thì quý anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em với số tiền chưa bằng một chiếc Altis mới. Và thực sự là chủ nhân cũ rất xót xa khi mà nó mất giá lên tới hơn 3 tỷ đồng rồi. Vâng, bây giờ thì chiếc xe này nó chỉ còn loanh quanh hơn 700 triệu một chút thôi là các bác đã có thể sở hữu cho mình chiếc xe này. Vậy thì chất lượng và chi tiết đẳng cấp của nó có xứng đáng với số tiền trên hay không? Thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta hãy cùng em Việt dành ít phút để theo dõi và đánh giá về chiếc xe này cái gì nhá. Đầu tiên thì các bác phải thấy này, phiên bản này thì được trang bị vô lăng 4 chấu và nó được ốp gỗ và bọc da rất là cao cấp. Và trên khu vực vô lăng thì có thêm một vài những chi tiết hợp kim nhôm. Xe được trang bị cần xăng số điện tử. Đấy, đằng sau đây các bác thấy này, đó, và lẫy chuyển số trên vô lăng nhá. Toàn bộ các cái chi tiết trên khu vực bảng táp lô trung tâm thì các anh chị thấy là đều là da bọc da cao cấp, vỏ may chỉ này, đó, rất là xịn sò luôn. Mà các bác thể thấy là từng đường kim mũi chỉ nó đều thẳng tăm tắp. Và khu vực bảng táp lô trung tâm thì các bác thể thấy là họ cũng sử dụng rất là nhiều những cái chi tiết bằng gỗ quý. Đây em quay gần nhé. Đấy, bác nào biết về gỗ thì có lẽ chúng ta nhìn cái vân nu này thì có lẽ là các bác biết là gỗ quý rồi, đúng không ạ? Và họ xử lý bóng vecni nên theo thời gian nó vẫn còn cực kỳ đẹp mắt. Ở đây chúng ta có một cái đồng hồ cơ, được chưa ạ? Phiên bản này nó sẽ được trang bị chìa khóa thông minh và đề nổ start stop. Khối động cơ của chiếc xe này cũng rất đặc biệt, nó không phải là phiên bản động cơ 2.0 thông thường mà chiếc xe này thì nó được trang bị khối động cơ V6 3.0 cho cái công suất lên tới hơn 300 mã lực, cực kỳ mạnh mẽ luôn các bác ạ. Đấy, và đây các chị thấy này, có rất là nhiều phím bấm chức năng, và chút nữa thì em sẽ lên để khám phá cho các bác. Hệ thống đầu đĩa này, nghe thoại rảnh tay, và toàn bộ khu vực này thì đều được ốp gỗ. Đấy, chế độ lái Eco và Sport thể thao, được chưa ạ? Vâng, quá xịn sò. Và tiếp tục thì chúng ta để thấy trên khu vực bảng táp kính cửa nhé, thì họ cũng sử dụng da màu đen này, thiêu chỉ này, gỗ này, và đặc biệt đó chính là cái nội thất da bò màu nâu cao cấp rất hiếm. Và các bác nhìn cho em này, họ may múi sọc nhìn rất đẳng cấp. Và hai ghế trước thì bao giờ cũng sẽ có chỉnh điện và có nhớ ba vị trí ghế các bác nhé. Đó. Một cái màn hình, đây là cái chi tiết mà chủ nhân cũ người ta đã nâng cấp lên cho bác, một cái màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Đấy, trần nỉ đen. Và chúng ta sẽ có cửa sổ trời cho hàng ghế trước và hàng ghế sau. Vâng, rất đẳng cấp đúng không ạ? Các anh chị thấy này, còn rất mới luôn nhá. Đấy, rèm điện phía sau nhá, cái này là rèm điện này. Và phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có hai màn hình giải trí cho hành khách ngồi phía đằng sau. Và hệ thống điều hòa của xe thì các bác thấy là nó là 3 vùng nhá. Thì chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ này. Đấy, các bác có thể chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió này. Đấy, phía đằng sau. Và phía dưới này thì anh chúng ta sẽ có một cái ổ đĩa để xem ở trên hai cái màn hình phía đằng sau và có jack cắm tai nghe nhá. Và chất lượng ghế da zin nguyên bản của nó thì các bác phải thấy này, theo thời gian này. Cái nội thất da bò màu nâu thì cũng khá hiếm gặp các bạn. Đương nhiên nó sẽ xuất hiện một vài vết nhăn nhưng các chị ta thấy ngồi vào nó êm vô cùng luôn. Cảm giác không muốn xuống. Và các chị thấy là bao giờ nó cũng sẽ có độ ngả về phía đằng sau. Thì điều này sẽ giúp cho người ngồi sau có một tư thế ngồi thoải mái nhất. Thực sự là một chiếc xe nó quá đẳng cấp. Và đây các bác nhìn cho em bảo táp kính cửa phía sau này, còn rất là mới luôn, các chi tiết gỗ của nó này. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái rèm cơ nhá. Đấy, rèm cơ các bạn, để che nắng, được chưa ạ? Và gỗ các bác nhìn cho em. Vâng, tất cả tình trạng nguyên zin nguyên bản, toàn tập DANZ. Quá đã đời luôn. Và ngồi cầm lái chiếc xe này thì thực sự là không có điểm chê luôn các bạn. Và không có điểm chê nhá. Và vậy thì đây em mở tiếp cho bác cái ghế bên phía lái này, để các chị thể thấy. Đó, ghế da may múi sọc, nhìn nó sang, đúng không ạ?
Và các bạn thấy là từ cái tựa đầu này, nó cũng thể chỉnh bằng điện. Đó, rất là đẳng cấp đấy. Đó, và tất cả mọi chi tiết hoạt động cái chân chu bình thường nhá. Đèn auto rồi, các chi tiết cửa gió điều hòa các bác nhìn này. Đấy, và bao zin như bảng các bác này, các anh chị nhìn cho em từ cái bản lề cửa này. Nguyên zin như bảng, toàn tập từ A đến Z nhá. Các chi tiết nội thất của xe này phải nói là còn rất ok đấy ạ. Vô lăng chỉnh điện, đây các bác này. Đấy, mọi chức năng hoạt động cái chân chu bình thường nhá. Lẫy ga tự động cruise control thì chúng ta thấy tích hợp đây. Đấy, cửa gió điều hòa là hợp kim nhôm. Và một chiếc xe xịn sò và đẳng cấp như này, các bác thấy nó đáng tiền không ạ? Vâng, quá đáng tiền luôn. Và giá bây giờ thì em Việt đang chào bán chỉ loanh quanh hơn 700 tí thôi, là các anh chị đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe mà có thể nói là từng là niềm mơ ước của giới doanh nhân thành đạt, đúng không ạ? Đấy, và một con số lên tới 4 tỷ đồng ban đầu thì không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra cho phiên bản này. Nhưng cái giá trị và chất lượng nó mang lại chúng ta thực sự là xứng đáng với số tiền trên. Nhưng ngày hôm nay thì còn tuyệt vời hơn khi mà các bác chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em với một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, tiết kiệm hơn 3 tỷ nhá. Vâng, tiết kiệm hơn 3 tỷ cho cái phiên bản này. Và một chiếc xe vẫn còn thực sự rất là chất lượng. Vậy thì tiếp tục với hàng cốp sau thì các bác để thấy này, chiếc xe này thì nó sẽ mang tới chúng ta một không gian cốp rất rộng, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta có thể là mang theo vài bộ gốp trong những chuyến đi của mình. Đấy, và phía dưới là chúng ta có lốp dự phòng nhá, bình ắc quy nhỏ này. Đấy, và quan trọng nhất là sắt xi, các bác để thấy là theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn xanh lẹt luôn. Đó, đấy, trên này chúng ta có một cái thanh phản quang. Đấy, đặt trong cái trường hợp cần thiết. Và cốp thì phiên bản này là được trang bị cốp điện này. Đó, các bác thấy nó sẽ tự động gập xuống. Rất ok luôn. Và bản tắp pin cánh cửa bên này nhá, thì các anh chị chúng ta có thể nhìn cho em. Đó, quá yêu luôn đúng không ạ? Vâng, không có từ gì để chê các anh chị ạ. Đó, cửa đóng chắc nịch luôn. Vâng, vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới cho các bác chúng ta với một mẫu sedan hạng sang cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu Mercedes-Benz. Đây là một mẫu Mercedes E400 phiên bản AMG. Đấy, sản xuất là cuối năm 2013 các chị nhá. Và thường chúng ta thấy là E200, E250 hoặc cùng lắm là E300 thì rất là nhiều. Đấy, nhưng mà để tìm cho mình được một chiếc E400 răn bánh ở trên đường thì như em nói là không phải lúc nào các bác cũng có thể gặp đâu. À, phần đèn hậu phía sau thì các bác có thể thấy là ở thế hệ này thì nó thiết kế rất đẹp mắt với toàn bộ đều là những dải đèn LED. Đây các bác nhìn này. Đó, quá yêu luôn. Được chưa? Vâng, cảm biến cảnh báo va chạm, bô kép thể thao và logo E400. Đây, quay anh chị chúng ta chi tiết này. Rất là xịn sò đẳng cấp. Có thể nói Mercedes thì thực sự là một chiếc sedan hạng sang với một kích thước khá là ok. Thứ nhất là nó không quá to cồng kềnh như là Mercedes, nhưng lại không quá nhỏ nhắn như là những chiếc Mercedes. Và một chiếc xe nó vừa phải. Vâng, vừa phải các bạn. Đấy, toàn bộ viền cửa kính đẹp chrome nhá, đặc biệt là bộ la răng AMG 5 chấu kép hình ngôi sao này các bác này. Đó, chỉ có phiên bản này mới có cái option này. À, chìa khóa thông minh đầy nổ start top. Đấy, vâng, và cảm biến cây let go, có nghĩa là chúng ta chỉ cần đi ra thôi là chiếc xe nó tự động khóa cửa lại cho các bác. Đấy, cửa sổ trời, hàng ghế trước, hàng ghế sau, rất đẳng cấp, xi nhan tích hợp trên gương. Vâng, và các anh chị nhìn cái bộ la răng của em nó thực sự là cảm thấy yêu ngay rồi. Đấy, vậy thì tiếp tục chúng ta đi về phần đầu xe nhá. Thì các bác có thể thấy là dòng xe Đức, nhất là Mercedes thì bao giờ cái lắp capo nó cũng kéo dài. Đấy, điều này nó sẽ giúp cho cái không gian ở phía dưới thì chúng ta đủ chỗ để đặt khối động cơ V6 3.0 rất là mạnh mẽ. Cái thứ hai nữa là cái lắp capo của dòng xe này và kể cả thân vỏ của những chiếc Mercedes thì đều là hợp kim. Chính vì vậy nó nhẹ nhưng mà độ cứng nó cao. Vậy nên là tại sao các bác có thể thấy là ngồi bên trong những chiếc Mercedes thì cái độ an toàn nó cao và khả năng cách âm thực sự rất là tuyệt vời. Vậy thì tiếp tục đi về phần đầu xe thì các bác có thể thấy này, mặt ca lăng với các chi tiết chrome theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn sáng như mới. Đặc biệt là hệ thống đèn LED thông minh với thiết kế cực kỳ là tinh tế. Đấy, các bác có thể thấy là hệ thống đèn pha này nó có thể điều chỉnh góc chiếu sáng nhá, khi mà các anh chúng ta vào cua. Và những giải đèn LED định vị ban ngày thực sự là tinh tế. Với phiên bản E400 thì chúng ta sẽ có mặt lưới tản nhiệt ở phía dưới. Đấy, thêm cái chi tiết này. Ở những phiên bản E200, E250 sẽ không có cái chi tiết này các chị nhá. Đây là điểm khác biệt ngoại thất. Và đây các anh chị có thể ngắm chọn cho em. Đấy, quá yêu luôn. Và vừa sang vừa xịn vừa đẳng cấp đúng không ạ? Con này thì phải nói là đi là chấm hết luôn các bạn. Vâng, chấm hết luôn các chị nhá. Đó. Vâng, vậy thì ngoại thất và nội thất xe thực sự đã rất ok rồi. Bây giờ thì em Việt sẽ mở lắp capo để cho các bác chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của nó nhé. Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các anh chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khối động cơ V6 3.0 của chiếc E300. Em Việt đang nổ máy nhưng các bác thấy là máy nổ thì rất là êm. Và máy số của chiếc xe này thì vẫn cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản nhé. Các anh chị chúng ta mà cảm thấy lăn tăn về chất lượng, các anh chị hoàn toàn có thể là đem đi check. Đấy, các bác thấy này, da máy rất là tươi. Đây thử mở cái lắp này, cái này mở lắp lại mở cả cái cổ turbo này. Đấy, và thì hiện tại là hơi khó thì các bác tham khảo giúp em nhé.
Đấy, máy số nổ rất êm ái. Đấy, cabo này không một vết vặn luôn. Cùng giảm sóc này. Đó, cabo các bác nhìn này. Quá yêu luôn, đúng không ạ? Đấy, con này thì thực sự là chấm hết luôn các bạn. Vâng, chấm hết luôn. Đấy, đóng vào chắc nịch luôn. Ok chưa ạ? Đăng kiểm dài nhé, tháng 10 năm 2024. Vâng, vậy thì dành cho quý anh chị khách hàng đam mê với chiếc E400 2013 nguyên zin nguyên bản, chạy hơn 8 vạn. Mức giá Việt đang chào bán cho chiếc xe này ngày hôm nay chỉ với con số là 750 triệu đồng. Có thương lượng cho bác nào quan tâm thiện chí, chỉ cần các bác trực tiếp nhấc máy Valo cho em Việt theo hotline 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc E400 AMG 2013 các bác nhé. Và một lần nữa cảm ơn anh chị ta cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.